Điện biên có 19 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 81,5%. Các chính sách về y tế của đảng và nhà nước triển khai trên địa bàn toàn tỉnh chủ yếu phục vụ cho đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, ngành y tế tỉnh Điện biên xác định việc thực hiện củng cố y tế cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm. Giai đoạn 2015 đến 2020, tỷ lệ bác sĩ trên một vạn dân tăng từ 9,7 lên 12,5 tỷ lệ dược sĩ đại học trên một vạn dân tăng từ 0,8 lên 1,6, tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ làm việc tăng từ 43% lên 96%, trạm y tế có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi đạt gần 97%. Các quy định về thủ tục khám chữa bệnh tại các tuyến được thực hiện tốt, đặc biệt là công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách. Hàng năm tổ chức khám chữa bệnh cho gần 500.000 lượt người, trong đó trên 400.000 người dân tộc thiểu số.